Vừa qua trong ngày hội giao lưu văn hóa Nhật Bản diễn ra tại Hà Nội, bên cạnh sự có mặt của hơn 100 thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng đến từ Nhật Bản, công ty trách nhiệm hữu hạn Bihi Việt Nam vui mừng tham dự sự kiện với nhiều hoạt động giao lưu tư vấn khách hàng. Là đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp nhập khẩu uy tín và chất lượng cho phái đẹp, chính bởi sự lựa chọn tinh tế các dòng sản phẩm làm đẹp cao cấp để đưa vào thị trường Việt Nam cùng chất lượng sản phẩm được kiểm định khắt khe, Bihi Việt Nam đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, tin tưởng và ủng hộ của khách hàng cả trong và ngoài nước. Hiện nay với 3 dòng sản phẩm chính là viên uống trắng da và chống nắng nội sinh Fresa, sản phẩm duy nhất được Viện Da liễu Trung ương khuyên dùng, viên uống thơm tự thân và sinh lý nữ Hebora, công thức bí truyền vẻ đẹp thanh xuân của phụ nữ Nhật Bản, và dược mỹ phẩm Pháp cao cấp Lycedia, thương hiệu đẳng cấp được giới minh tinh Pháp ưa chuộng, đã có mặt trên hơn 40 quốc gia trên thế giới. Bihi Việt Nam cam kết sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng phái đẹp trên con đường duy trì và chinh phục hạnh phúc bằng chính những sản phẩm làm đẹp tự nhiên, an toàn và tinh khiết.